Xin chào cả nhà, xin chào các bạn. Quay trở lại với Minimi Planet Cuộc Sống USA ở Houston, Texas. Hôm nay Kimberly mời anh chị và các bạn cùng vào bếp với Kimberly ha. Mình sẽ làm bánh mì. Thì bánh mì này là bánh mì Việt Nam. Cái vỏ nó giòn và mỏng và thơm bơ đó các bạn. Thì với cái công thức mà Kimberly chia sẻ ngày hôm nay đó, nó rất là đơn giản và dễ làm. Những anh chị nào mà mới làm bánh mì này lần đầu tiên đó, thì với cái công thức này sẽ thành công và cho ra những cái ổ bánh mì thật là ngon. Mời anh chị và các bạn theo dõi cái video này để Kimberly sẽ chia sẻ về những cái nguyên liệu mình dùng như thế nào để cho ra những cái ổ bánh mì được ngon ha. Trước tiên là Kimberly sẽ cân bột nha các bạn nha. Bột ở đây là bột mì đa dụng và bột làm bánh mì. Thì bột mì đa dụng Kimberly dùng là 400g cộng cho cái 114g bột bánh mì là tổng cái lượng bột là 514g đó các bạn. Lúc này cái mình tìm mua bột hơi khó nên mình không có tìm được bột bánh mì. Kimberly dùng bột mì đa dụng và bột bánh mì ha. Rồi ở đây là một cái trứng. Một cái trứng thì Kimberly bỏ chào nước luôn là một cái trứng là với nước là 340g. Và một cái bịch men làm bánh mì á, thì một gói như vậy á, là cỡ 2 muỗng, 1/4 muỗng cà phê đó. Thì mình dùng hết luôn một cái gói bột này, mình cho vào cái bột làm bánh mì của mình cho vào chung bột nổi và bột bánh mì ha các bạn ha. Cho tất cả vào trong một cái thau như thế này. Sau đó mình sẽ lường tất cả những cái nguyên liệu mình sẽ bỏ vào. Các bạn nhớ là lấy hết những cái men ở trong cái gói này ra để cho nó đủ cái men cho cái bánh mì mình nó nở tốt đó. Chứ nếu nó còn sót lại thì sợ nó sẽ không đủ cái lượng men để cho bánh mì mình nó nở nha các bạn nha.
Rồi mình sẽ cho vào trong bột là 2 muỗng cà phê giấm nha các bạn. Giấm này là Kimberly dùng giấm táo. Các bạn coi nó cái loại giấm nào mà nó có 5% cái acid đó thì mình dùng cái loại giấm đó cũng được. Ở đây là Kimberly sẽ dùng cái giấm táo và mình cho vào đây là 2 muỗng cà phê giấm. Là cỡ 5 ml mỗi một muỗng cà phê đó các bạn. Thì mình sẽ dùng 2 muỗng cho tất cả vào trong cái bột của mình. Và mình cho vào 5 gram muối và 10 gram đường cho tất cả vào trong cái thau bột của mình luôn. Loại men mình dùng ở đây là instant yeast á, cho nên mình không cần phải kích hoạt nha các bạn, mình cứ bỏ thẳng vào trong cái bột của mình luôn. Còn men nào mà cần kích hoạt đó là các bạn phải kích hoạt cỡ 10 phút sau đó mình mới cho vào trong cái thau bột. Và ở đây là cái trứng với nước là 340g đó. Kimberly sẽ đổ tất cả vào chung cái thau bột của mình luôn. Rồi mình sẽ trộn bột mình cho nó đều trước khi mình cho vào máy để mình nhồi nha các bạn. Để cho bánh mì của mình được thơm đó thì Kimberly sẽ cho vào đây một miếng bơ cỡ khoảng là 2 muỗng cà phê đó các bạn. 2 muỗng cà phê bơ mình cho tất cả vào đây. Giờ thì Kimberly sẽ trộn cho những cái hỗn hợp này nó đều với nhau. Sau đó mình sẽ cho vào máy mình nhồi. Giờ thì Kimberly sẽ cho vào máy để Kimberly nhồi bột nha các bạn nha. Thì mình nhồi bột là 2 phút đầu đó, các bạn để ở cái số 2 để cái mức thấp thôi. Mình cho nhồi bột trong 2 phút đầu là số 2 nha các bạn. Sau khi mình nhồi 2 phút ở tốc độ số 2 thì sau đó Kimberly sẽ tăng tốc lên số 4 và mình nhồi 10 phút nha các bạn nha. Sau khi mình nhồi 10 phút ở số 4 rồi thì mình sẽ nhồi lên 1-2 phút nữa cho cái mức tốc độ là số 6 nha các bạn nha. Giờ thì Kimberly đã nhồi 2 phút ở cái tốc độ số 6. Bây giờ Kimberly sẽ lấy bột ra và Kimberly sẽ nhồi sơ bột lại khoảng chừng 2 phút nữa. Kimberly nhồi bằng tay sau khi mình nhồi máy đó các bạn, thì nhồi bằng tay 2 phút nữa. Thì trước khi mà nhồi bột á, các bạn nhớ thoa một ít dầu lên trên cái mặt phẳng và trên cái tay của mình để khi mình lấy bột á nó không có dính tay nha các bạn ha. Rồi bây giờ Kimberly sẽ lấy bột ra và sẽ nhồi trong vòng 2 phút. Trong lúc nhồi bột này, nhồi tay 2 phút đó các bạn nhớ lấy cái cục bột mình đập từ trên đập xuống cỡ chừng 4-5 lần như thế này nè các bạn. Đập như vậy đó thì cái bánh của mình nó sẽ nở tốt hơn nha các bạn nha. Thì Kimberly sẽ đập nó như thế này, sau đó mình sẽ thử coi cái bột của mình nó có đạt chưa. Thì khi mà các bạn kéo lên cái bột mình nó có cái màng mỏng như thế này nè, là mình đã nhồi bột tới rồi đó các bạn, vậy là nó đã đạt rồi đó. Thì bây giờ Kimberly sẽ nhồi. Khi nhồi bột các bạn dùng cái ở phía bên trong của cái bàn tay của mình á thì cái lực nó sẽ mạnh hơn, các bạn nhồi cái bột nó sẽ nở tốt hơn. Thì các bạn cứ nhồi như thế này bằng tay cho khoảng 2 phút ha. Sau khi nhồi bằng tay 2 phút rồi đó thì các bạn túm bột lại, mình cứ túm ở bên ngoài, mình túm vô như thế này nè các bạn, cứ túm vô vậy thì cái bề mặt bên kia đó mình để cho nó láng như thế này nè. Rồi bây giờ Kimberly sẽ đẩy nó lại và ủ nó trong vòng 10 phút nha các bạn nha. Và đây là sau 10 phút cái bột của mình nó nở gấp đôi luôn á các bạn. Rồi bây giờ Kimberly sẽ tóm nó lại để cho nó ra những cái bọt khí đó. Thì bây giờ Kimberly sẽ tóm nó lại như thế này. Sau đó rồi mình sẽ chia
Mình sẽ chia cái bột của mình ra thành 8 phần nha các bạn nha. Thì 8 phần bột như thế này, một bao nhiêu bột đây, mình sẽ làm được 8 ổ bánh mì đó các bạn. Nếu muốn ổ bánh mì của mình nó đều và đẹp đó thì các bạn có thể chia ra, sau đó mình bỏ lên cân. Mình cân thì mỗi một miếng bột như thế này cỡ khoảng 100g, thì nó sẽ chia ra những cái ổ bánh mì nó đều đẹp hơn. Còn cái này Kimberly làm ở nhà ăn đó, nên cứ canh nó cho nó thấy cái miếng mà nó vừa với nhau là được, nó đều là được rồi, cho nên không có cần phải chính xác. Sau khi chia bột thành 8 phần bằng nhau rồi thì bây giờ mình bắt đầu mình xe bánh nha các bạn. Thì để xe bánh, Kimberly sẽ cho một tí xíu dầu vô tay của mình đó, để khi mình làm cái bánh nó không có bị bột, nó không có dính tay. Thì các bạn dẹp cho cái đè cho nó ra những cái bọt khí ở trong cái cục bột này á, cho nó ra bớt, thì Kimberly sẽ đè cho nó dẹp như thế này. Sau đó là mình sẽ cuốn bánh lại. Sau khi mình chia bột thành 8 phần bằng nhau rồi thì bây giờ Kimberly sẽ cuộn cái bánh mì của mình ha. Thì Kimberly sẽ cuộn nó như thế này nè các bạn. Mình cuộn cho cái bên trong á, nó mập hơn bên ngoài, hai bên ngoài thì cho nó ốm lại. Đó, Kimberly sẽ cuộn như thế này, sau đó mình sẽ xếp lại cái mối á, để cho mình khi mình nướng nó không có bị bung ra. Đó, thì Kimberly sẽ xếp nó lại như thế này. Và cái mối mà mình xếp bột lại đó là khi mình bỏ vào á, các bạn nhớ là đặt cho nó nằm ở phía đáy của cái khay, để khi mình nướng nó, cái mặt láng nó sẽ nằm bên trên, thì cái bánh mì của mình nó nhìn sẽ đẹp hơn. Và đây là một cái bánh Kimberly đã vừa mới tạo hình cho nó xong. Rồi bây giờ Kimberly sẽ tiếp tục làm cho đến hết cái phần bột của mình nha.
Sau khi tạo hình cho bánh xong rồi thì Kimberly sẽ lấy một cái bịch ni lông, cái food wrap đó các bạn. Kimberly sẽ cho vào trên cái đậy lại trên cái bánh của mình. Sau đó mình sẽ đi ủ bột nha các bạn nha. Thì Kimberly sẽ cho thấm một ít dầu vô cái bịch ni lông này để khi mình đậy lại mình ủ bột, lúc mình lấy ra đó nó xong nó bột nó không có dính vào trong cái bánh của mình. Rồi bây giờ Kimberly sẽ đậy lại. Thì ở đây Kimberly cái dĩ này đó mình chỉ nướng được có 6 ổ bánh thôi. Còn 2 ổ kia là Kimberly sẽ bỏ vào trong một cái tray, cái vỉ bình thường thôi, không phải là cái vỉ mà chuyên về nướng bánh mì. Rồi bây giờ Kimberly sẽ đậy nó lại và cho nó vào trong lò nướng. Kimberly sẽ ủ 40 phút nha các bạn nha. Mở cái đèn lò nướng lên và mình sẽ ủ trong vòng 40 phút. Sau khi ủ 40 phút trong cái lò nướng mình mở đèn á các bạn, thì các bạn thấy nè, cái bánh mì của mình bây giờ nó nở lên gấp đôi rồi đó. Thì Kimberly sẽ đem ra ngoài và mình vẫn tiếp tục mình ủ nữa. Nhưng mà trong lúc này Kimberly sẽ mở cái lò của mình lên cho cái lò của mình nó làm nóng. Thì Kimberly sẽ làm nóng cái lò của mình là 450 độ F đó các bạn. Rồi sau đó mình lò một khi nó nóng tới 450 độ F theo cái ý của mình muốn rồi thì Kimberly sẽ rạch bánh và cho vào lò mình nướng liền nha các bạn nha. Sau khi rạch bánh á, các bạn cho vào lò nướng liền. Và các bạn thấy ở đây là Kimberly đang rạch bánh nhưng mà cái bánh của mình nó bị dính đó. Tại vì trước khi mà rạch bánh á, các bạn nhớ là phải xịt ướt cái mặt bánh thì mình đọc cái lằn của nó sẽ sắc và nó dứt khoát hơn. Còn ở đây là Kimberly quên mình xịt nước trên cái mặt bánh á, thì các bạn thấy nó khó cái theo cái lằn đẹp như mình, như ý của mình muốn. Nhưng mà Kimberly sẽ sau khi rạch cái này nó một lần rồi thì cái chỗ nào mà nó chưa đứt á, thì mình có thể mình rạch lại một lần nữa. Thì thường thường á, nếu mà các bạn rạch một lần một cái đường đi dứt khoát á, thì cái bánh của mình nó nở ra nó sẽ đẹp hơn. Thì một cái sơ sót ở đây Kimberly có là mình không có xịt nước trước khi mình rạch bánh, cho nên trên cái mặt bánh nó hơi bị khô đó các bạn, thì mình sẽ khó mà rạch cái bánh nó đẹp được. Thì các bạn xin nên lưu ý cái điều này là trước khi rạch bánh là mình nhớ xịt ướt cái mặt bánh trước nha các bạn nha. Sau khi rạch bánh rồi thì mình sẽ xịt ở trên cái bề mặt của bánh cho nó ướt. Trước khi mình bỏ vào trong cái lò mình nướng thì ở cái nhiệt độ của cái lò mình bây giờ là nó 450 độ. Thì Kimberly sẽ để ở đây là mình sẽ nướng cỡ 15 phút đó các bạn. Thì tùy theo lò, có thể các bạn canh khi nào mà cái bánh của mình nó vàng thì các bạn lấy ra. Trước khi nướng bánh thì các bạn nhớ đổ 3/4 cốc nước vào trong một cái khay á, các bạn để ở dưới đáy lò để khi mình nướng cái bánh của mình nó sẽ không có bị khô. Và Kimberly sẽ lấy chừng một hay là 2 muỗng cà phê bơ đó. Kimberly sẽ cho nó tan chảy, khi nào bánh nó chín á, mình sẽ quét lên một lớp mỏng trên cái mặt bánh thì cái bánh mình nó sẽ bóng và nó sẽ thơm bơ lắm á các bạn. Thì sau khi các bạn nướng bánh cỡ 5 phút đầu á, các bạn mở cái lò ra và xoay nhẹ cái khay mình trở cái đầu nó để cho cái bánh mình nó vàng đều. Sau đó các bạn xịt nước rồi đóng nắp lại. Khi đó rồi mình sẽ tiếp tục mình nướng bánh cho đến khi nào bánh nó vàng rồi mình sẽ lấy ra. Thì tùy theo cái lò nướng, thường thường thời gian nướng là cỡ 15 phút á các bạn.
Sau khi bánh của mình chín rồi đó thì các bạn lấy ra khỏi lò và mình quét một lớp mỏng bơ lên trên cái mặt bánh. À, như thế này nè các bạn, thì cái bánh mì của mình nó sẽ rất là bóng và nó sẽ thơm mùi bơ lắm. Rồi bây giờ là bánh của mình đã xong đó, thì Kimberly để cho nó nguội một tí xíu. Sau đó Kimberly sẽ cho các bạn coi thử coi cái ổ bánh mì của mình nó có giòn và nó có ngon hay không nha. Và đây nè, cái bánh mì của mình nó đã nguội rồi đó các bạn. Các bạn thấy không, nhìn nó vàng ươm và nó có một cái lớp bóng ở trên giống như bánh mì của Việt Nam ngày xưa đó. Đó, bây giờ Kimberly sẽ bẻ nó ra để cho các bạn thấy coi là bánh của mình nó có ngon hay không. Và đây là hai ổ bánh mì mà Kimberly nướng trong một cái khay nướng bình thường thôi. Nếu mà các bạn không có khay nướng bánh mì á, mình có thể mình dùng cái khay nướng bình thường mà mình nướng bánh mì thì nó cũng sẽ rất là ngon. Thì ở đây là các bạn thấy phía sau cái bánh mì đó nó bằng phẳng chứ nó không có lỗ lỗ. Và cái ổ bánh mì của mình nó nở tốt quá các bạn, cầm lên nó rất là nhẹ tay luôn á. Thì ở đây các bạn thấy nó nở nè, ngon chưa? Với cái công thức này rất là đơn giản và dễ làm luôn á các bạn. Kimberly bảo đảm những anh chị nào mà mới làm bánh mì lần đầu tiên á, với cái công thức này là sẽ thành công. Tại vì nó rất là dễ làm, thời gian làm chỉ chừng 1 tiếng rưỡi là mình có bánh mì mình ăn rồi đó các bạn. Để Kimberly sẽ bẻ ra xem coi bánh mì của mình nó có xốp bên trong không ha, và nó có giòn hay không nha các bạn nha. Nè các bạn coi cái bánh mì của mình nó rất là xốp luôn á, và cái vỏ của nó rất là giòn. Bây giờ cái mùi bánh mì thơm lắm luôn á các bạn, thơm bơ vô cùng luôn á. Thì để Kimberly sẽ bẻ nó ra nha, coi cái bánh của mình nó giòn không. Thật ra cũng không có cần phải có cái khay nướng bánh mì, nhưng mà mình cũng sẽ cho ra những cái ổ bánh mì nó nở như thế này rất là ngon các bạn. Cho nên nếu mà các bạn không có cái khay nướng bánh mì, mình bỏ trong cái vỉ nướng bình thường vẫn được. Bột bánh mì rất là dai luôn á các bạn, và xốp nữa. Để Kimberly ăn thử coi ngon hơn không nha. Rất là giòn các bạn ơi. Các bạn thấy không, bánh mì Việt Nam này là ruột xốp, vỏ giòn và mỏng. Kimberly cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này, và hy vọng là anh chị và các bạn cũng có thể làm được những cái ổ bánh mì ngon như thế này để cho gia đình của mình thưởng thức nha. Nếu anh chị và các bạn nào thích cái video làm bánh mì này thì có thể chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình cùng làm để cho ra những cái ổ bánh mì ngon cho gia đình của mình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp anh chị vào những cái video tới. Mọi ý kiến đóng góp hay là thắc mắc gì thì anh chị có thể comment bên